K31, câu chuyện tạo ra một nguyên mẫu tiền sản xuất. Theo yêu cầu của các đối tác từ Đại học Bách khoa Peter Đại đến Sành Pê Tách Bua, công ty kỹ thuật di động toàn cầu chúng tôi đã tham gia sản xuất một mẫu tiền sản phẩm của xe điện đô thị K31. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm làm thân xe, sản xuất các yếu tố nội thất và lắp ráp hoàn chỉnh nguyên mẫu của chiếc ô tô điện này. Từ những ý tưởng và bản phác thảo ban đầu, dự án đã phát triển thành một mô hình toán học hoàn chỉnh, tài liệu thiết kế và nguyên mẫu được sản xuất đầu tiên. Một phần quan trọng trong công việc của tôi bao gồm việc triển khai rộng rãi các công nghệ bypass. Các công nghệ bypass cho phép loại bỏ các quy trình băng tải như dập và đúc các bộ phận đắt tiền. Trong trường hợp của chúng tôi đã sử dụng rộng rãi công nghệ đúc và in 3D bằng sợi thủy tinh. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian sản xuất và giảm đáng kể chi phí chế tạo nguyên mẫu đầu tiên. Chu trình lắp ráp đầy đủ của chiếc xe này với chất lượng cao và trong khung thời gian yêu cầu đã được thực hiện nhờ sự hợp tác với công ty Svitterland với khả năng công nghệ lớn mạnh của công ty này. Trong quá trình sản xuất nguyên mẫu K31, chúng tôi đã thực hiện một số giải pháp thiết kế của khách hàng. Đặc biệt là khung thân thép hàn uốn, sợi thủy tinh các bộ phận bên ngoài và bên trong, và sản xuất khung phụ phía sau cho bộ nguồn. Tôi tin rằng dự án này là một nỗ lực của nhóm. Tôi đã tham gia sâu trong phối hợp tương tác với các đồng nghiệp của mình, và nhờ làm việc theo nhóm, chúng tôi đã có được một chiếc xe tử tế. Công ty Unimo được chọn làm nhà thầu lắp ráp chiếc xe này. Và khi lần đầu thấy chiếc xe sắp được lắp ráp hoàn chỉnh, tôi đã rất ngạc nhiên với chất lượng làm thủ công. Khi làm việc với các chuyên gia ở đây, tôi phải công nhận, họ là những chuyên gia thực sự giỏi. Tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện một sự lựa chọn tốt. Vai trò của công ty kỹ thuật chúng tôi trong dự án không chỉ giới hạn ở việc lắp ráp nguyên mẫu K31. Sau khi xe lên bánh, chúng tôi đã tiến hành các thử nghiệm hiện trường đầu tiên. Thật vui khi thấy một dự án được tạo bằng kỹ thuật số đầu tiên đã trở thành một vật thể và sau đó là một chiếc xe hoàn chỉnh đang hoạt động trên đường thử.